Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Suit 110 dọn chuyển đẹp không tưởng với một diện mạo hoàng kim. Cái chiếc xe được lấy từ người chủ tên là Phương. Một cái dòng lịch Suit 110 phiên bản sân cờ được người chủ của nó dọn lại phong cách điều khiển với diện mạo cực kỳ đẹp từ đầu đến đuôi, kết hợp cùng với một biển số là quá nhiệt cái số 2. Cái kính chắn gió SimFast không chỉ dành riêng cho cái dòng lịch XR nhỏ mà cũng rất hợp với cái dòng lịch Suit 110, mức giá chỉ từ là 135k, được bán tại cửa hàng đồ chơi xe máy. Cái con xe hôm nay cũng sở trên mình một cái kính chắn gió để chiếc xe trông là đẹp hơn. Với những cái bộ chó đèn của Hales được phối cùng với các tông màu, với một cái đèn là 2 tầng cũng vô cùng là bắt mắt và xịn sò. Cái con Suit 110 hôm nay là một cái dòng xe ở dùng cái cụm công tắc rời nên người chủ rất dễ dàng độ chế cái chi tiết này mà không đụng chạm đến cái phần kẹt áo. Và cái sản phẩm của chiếc xe lựa chọn chính là cái cụm của cái dòng là Exciter 105 được tùy chỉnh lại cái điện bên trong để ứng dụng cho cái dòng là Suit. Ở giữa đồng hồ Spark FE của bên Thái Lan, bao tay Rexroy kết hợp cùng với cục inox. Nhắc đến cái phần dàn chân trước, ta thấy ở dòng Hales bấm đầu kết nối con heo là phanh độ 4 bít đối xứng đi cùng cái đĩa thắng Chauffeur 260 được bắt vào cái mâm Rexroy 8 cây thông qua cái lòng đĩa CNC. Xung quanh cái phần động cơ và những chi tiết chúng ta đang thấy mang trên mình đầy đủ ốc kỳ năm sẽ độc đảo. Tiếp cái phần động cơ chúng ta còn thấy sự mạnh mẽ đến cái mô bên sườn FSD và cái combo Titan đem lại khả năng chịu nhiệt tốt hơn. Cái chân trống cũng được độ lại bằng cái đẹp inox. Lên luôn cái phanh đĩa sau, ở vị trí này người chủ đặt cái bên đạp cũng rất là gọn gàng. Vị trí này có lẽ có thêm một cái miếng nhựa nhám để che, nhưng chắc chắn người chủ muốn show ra cái phần bên đạp nên đã tháo bỏ cái miếng nhựa nhám đó. Phía sau là con heo dầu phanh đồ 2 bên đối xứng. Còn đây là cái hộp Rexroy full ti vàng tích hợp bình dầu liền. Đây là phiên bản mắc tiền nhất với tính tận và chế độ tăng chỉnh. Cái đèn đầu, cái đèn hậu đồ chơi, đây là một điểm nhấn cho người đi sau chú ý vào cái phần biển số tứ quý 2. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lần nữa tổng thể con xe này nhé. Winner 1/10 sang chảnh hơn với một cái dàn áo Supra Citia 1/10. Cái chiếc Winner 1/10 đợt hôm nay là một trong những cái dòng xe rất quen thuộc ở những clip trước đây. Nhưng với cái chiếc xe hôm nay mình tin chắc các bạn sẽ cực kỳ thú vị bởi diện mạo chất chất của nó. Ngoài ra nó còn có những món đồ chơi cũng đang được các bạn mong chờ để tìm hiểu. Khoác cho mình một bộ áo của Supra Citia 1/10, cái con xe dường như đã trở nên lãm hơn trông thấy. Thêm đó là những chi tiết ốp cặt bụng 7 nhấn mạnh thêm cái chút sang trọng con xe. Cái cụm thắng chiếc xe mang cái tên của Rambo Asset, bao quanh là hai ống da đi cùng với cụm da Domino, làm diện mạo chiếc xe ưa nhìn hơn, tự như cái dòng là mô tô quá lớn. Hơn nữa cái cụm da Domino còn cốt gắn hình trình như da, đem đến cái nước đều mà nhanh hơn. Cái dàn chân được nâng cấp bằng cái mọc Rexroy 8 cây mang tới cái diện mạo chắc chắn hơn rất nhiều. Ngoài ra còn sự cúp mặt của một cái bộ đôi heo đồ chơi góp phần gia tăng cái hiệu sức thắng cho con xe hơn. Cái con heo này được cố định qua một phát nhôm CNC. Người chủ đã nâng cấp cái dòng heo Rambo 2 bít đối xứng cho cái dàn chân sau, đáp ứng đủ mỗi nhu cầu về thiết kế thắng. Cái bộ nguyên bản đã được hai dòng của bộ Sunit nhằm mang đến cái ngoại hình gọn gàng hơn. Cái gấp cũng được nâng cấp thành một bộ gấp đồ chơi vừa cứng cáp mà còn giảm nhẹ hiện tượng bị xà lách ở nước địa bàn. Nhờ bộ gấp này mà dàn chân trở nên quyến rũ hơn khi nhìn ở bên đây. Anh em hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng được cái chiếc Winner độ đẳng cấp này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.